Số 3. Chuyện người buôn ghè Tiền thân Serivanija Nếu đây ông thối thất Thế tôn thuyết pháp thoại này khi ở xá về Cũng liên hệ đến một tỷ kheo từ bỏ tinh tấn Khi vị ấy được các tỷ kheo đưa đến bậc đạo sư Trong trường hợp giống như câu chuyện trước Bậc đạo sư nói này tỷ kheo ông xuất gia trong giáo pháp đem lại đạo và quả như vậy lại từ bỏ tinh tấn ông sẽ sầu muộn lâu dài như người lái buôn seriva đã mất một cái bát bằng vàng trị giá trăm ngàn đồng tiền vàng các tỷ kheo yêu cầu thế tôn phân tích sự việc này thế tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ sau đây Hồi xưa, năm kiếp về trước, Bồ Tát ở trong nước Siri làm nghề đi buôn ghè bát và được gọi là Serivan. Serivan cùng với một người lái buôn bán ghè bát tham lam khác vượt qua con sông Telavaha đi vào thành Andapura, phân chia những con đường trong thành bán hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia còn người kia nhận con đường phần mình trong thành ấy có một gia đình triệu phú bị sa sút tất cả con trai anh em và tài sản đều bị mất sạch những người sống sót là một người con gái và một bà nội cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng xưa kia người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bác ấy lâu ngày bị quăng vào giữa các chén bát khác, không được dùng đến và bụi nhớp dính đầy. Họ không biết cái bát ấy bằng vàng. Lúc bấy giờ, người lấy buôn tham lam kia đang vừa đi vừa rao. Hãy lấy ghè nước, hãy lấy ghè nước. Và đến cửa ngôi nhà, người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: "Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức." "Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lấy ghè nước? Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta, hãy đem cái này đổi lấy ghè. Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho cả ấy và nói: "Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì người lái buôn cầm bát suy nghĩ bát này có thể bằng vàng xoay bát trên tay cạo một đường với một cây kim sau lưng bát biết được bát bằng vàng kẻ ấy nghĩ không cần cho những người này một cái gì cả ta sẽ lấy cái bát bèn nói vật này mà giá bao nhiêu giá của nó không đáng nửa đồng xu Kẻ ấy quăng bác xuống đất Từ chỗ ngồi đứng dậy Rồi bỏ đi Bấy giờ giữa hai người lấy buông Có sự thỏa thuận rằng Khi một người đã vào con đường Rồi bỏ đi Người kia có thể vào con đường ấy được Vì thế Bồ Tát đi vào Con đường ấy rao hàng Ai lấy ghè nước không Và đi đến cửa ngôi nhà ấy Cô con gái Nói với bà nội như trước bà nội nói với cô này con thân người lái buôn đến trước đã quăng bác xuống đất và bỏ đi nay chúng ta có thể cho cái gì để lấy được thưa bà người lái buôn kia ăn nói thô ác còn người này có dáng mặt dễ thương ăn nói dịu dàng rất có thể người này nhận lấy vậy hãy gọi họ lại cô gái gọi người này lại khi vị này vào nhà và ngồi họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng, liền nói. Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị bằng cái bát này. Này ông, người lấy buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này, hãy cho chúng tôi một ít thứ gì, lấy cái bát và ra đi. Lúc đó, Bồ Tát có trong tay 800 đồng tiền vàng và hàng hóa trị giá 500 đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: "Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và 8 đồng tiền vàng." Sau khi xin như vậy rồi, ngài cầm lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người chủ thuyền tám đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy, người lấy buôn Tham Lam trở lại và nói: "Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì." Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: "Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá 100.000 đồng lại không đáng giá nửa đồng xu, nhưng một người lấy buôn chân chánh giống như thầy của chú đã cho chúng ta 1.000 đồng vàng." lấy cái bát và ra đi rồi. Nghe nói như vậy, kẻ ấy than. Ta đã mất đi cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta. Người lấy buôn tham lam ấy, sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung tâm trí, trở thành điên loạn, tự tay vung vải đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ấy, quăng áo bỏ mặt, áo choàng và tay cầm cán cân như cái gậy đi theo con đường của bồ tát đến bờ sông thấy bồ tát đã đi qua sông kẻ ấy liền kêu hỡi bạn lái đò hãy quay lại nhưng bồ tát ngăn chặn và nói đừng quay lại thấy bồ tát dần dần đi xa sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên quả tim nóng rang máu nóng trào ra miệng và quả tim ấy bị nứt ra như bùng dưới đáy của một bể nước do hận tâm chống Bồ Tát, kẻ ấy mệnh chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên đề bà đạt đa có hận tâm chống Bồ Tát. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc chánh giác đọc bài kệ nếu đây ông thối thất Không hướng đích diệu pháp Ông sẽ khổ lâu dài Như người buôn xê ri Như vậy Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này Đưa đến tột đỉnh A-la-hán Ngài giảng bốn sự thật Cuối bài giảng ấy Vì tỷ kheo từ bỏ tinh tấn Chứng quả tối cao A-la-hán Sau khi kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau bậc đạo sư nhận diện tiền thân thời ấy người lái buôn gu si là đề bà đạt đa còn người lái buôn hiền trí là ta vậy